Sau khi đã quyết tâm, một nguồn lực lượng nhanh chóng truyền vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết, giúp nàng ta điều động được một phần thần niệm của Thiên Sứ Thần. Nhờ vào thần niệm này, nàng ta có thể quan sát được những chuyện xảy ra ở Tít Sao, quan sát được đám người Bì Đồng và Hồ Liệt Na đang quay về. Hồ Liệt Na nhắc nhở binh lính cảnh giác, sau khi đánh một trận với Đường Tam, lão sư của nàng ta đã bị trọng thương. Cho nên chuyến đi này tuyệt đối không thể để xảy ra trắc trở nữa. Phải tận lực chọn một con đường suôn sẻ quay về Vũ Hồn Thành. Kế tiếp là hình ảnh bên trong Sa Lăng Quan. Nghe được đám người Kim Ngạc Đấu La đang bàn luận, Thiên Quân Đấu La, Hoàng Ma Đấu La bị Đường Tam đánh trọng, Thiên Đấu Đế Quốc lại có Hạo Thiên Tông, kế hoạch của bọn họ bây giờ chỉ có thể là cố thủ. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục hướng thần niệm về phía doanh trại Thiên Đấu, biết được Đường Tam đã bước lên con đường thành thần, mà đám người Sử Lệ Khắc Thất Quái cũng chuẩn bị lên đường đi tập luyện. Nếu Đường Tam cũng lựa chọn con đường thành thần, vậy thì Thiên Nhận Tuyết cũng muốn chờ xem giữa nàng và hắn rốt cuộc ai có thể đi tới cuối cùng. Chuyển cảnh tới Đường Tam, hắn bây giờ đang đối mặt với con hồn thú ám ma tà thần hổ. Một tiếng gào của nó phóng xuất cũng có khả năng ăn mòn. Đường Tam lập tức lấy ra hải thần tam so kích ngăn cản, vậy nhưng bị yếu thế, thân thể nhanh chóng bị đẩy lui về sau. Hắn nhận ra lúc mới bắt đầu, ám ma tà thần hổ cũng không bùng hết sức, mà lực lượng trí tà giấu trong lĩnh vực hắc ám. Bây giờ xem ra luồng sức mạnh tà ác này lại có thể triệt để tiêu ánh sáng hải thần. Như vậy, truyền thuyết mà lúc trước đại sư nhắc tới có lẽ là thật. Đại sư từng nói, truyền thuyết sau khi bạch hổ bị thần tà ác chiếm cứ thân thể thì sẽ sinh ra hai cánh màu đen đại biểu cho sự sa đọa. Thuộc tính quang minh vốn có cũng sẽ bị biến thành thuộc tính trí tà. Thân thể của nhân loại còn khuya mới chịu nổi thuộc tính đó, vì vậy trên đời chưa từng xuất hiện vũ hồn ám ma tà thần hổ. Đường Tam thắc mắc, nếu đã có được thuộc tính kỳ lạ như vậy, vì sao trên sách cổ lại nói loại hồn thú này dường như tuyệt tích trên đại lục rồi? Ông cho biết, quá trình tu luyện cực kỳ khó khăn, chỉ có cách thôn phệ hồn thú hoặc hồn sư nhân loại mới có thể tăng nhanh thực lực. Vì vậy, những hồn thú khác trong rừng rậm vì bảo toàn tính mạng bản thân sẽ nhân lúc ám ma tà thần hổ còn chưa mạnh tiêu diệt nó triệt để. Loài hồn thú này bẩm sinh có thực lực vượt cấp khiêu chiến đối thủ, cấp bậc vạn năm, thậm chí có thể chiến thắng hồn thú cấp bậc 10 vạn năm. Chỉ đáng tiếc là ghi chép về ám ma tà thần hổ trên sách cổ cũng không chi tiết. Cho đến nay, không ai biết kỹ năng của nó rốt cuộc là gì. Như vậy đã rõ, đối thủ mà nam chính đang phải đối mặt là tồn tại cấp cao nhất trong thế giới hồn thú. Nó nhanh chóng phóng thích lĩnh vực hắc ám ra xung quanh. Được biết, ám ma tà thần hổ tu luyện tới cực hạn rất có khả năng thành tựu tà thần. Đường Tam cũng cảm thấy áp lực, năng lượng hồn cốt trên tay liên tục bị rung động, tràn đầy địch ý. Lẽ nào Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thần Cự Viên quen biết con hồn thú này, thậm chí còn đánh nhau với nó? Còn nó thì muốn dùng lực lượng trí tà để hạn chế hành động của hắn. Nghĩ tới đây, Đường Tam lập tức lấy ra làm ngần lĩnh vực, đối cho lại với đối thủ. Tên kia thế vậy liền chậm rãi di chuyển xung quanh tìm điểm yếu của Đường Tam. Nếu như Đại Minh và Nhị Minh liên thủ công kích, có lẽ cũng không làm gì được con ám ma tà thần hổ này. Đường Tam sử dụng làm ngần hoàng định khống chế tên kia lại, nhưng con hồn thú đó lại thoát ẩn thoát hiện tránh né. Thì ra năng lực của nó là phong thuộc tính, thảo nào tốc độ lại nhanh tới như vậy. Ngay cả tinh thần lực của hắn cũng không thể khóa chặt vị trí của nó. Nó lao tới tấn công liên tục, dồn nam chính vào chỗ khó. Đường Tam ném ra tam sao kích phản công, tất cả những chiêu bản nãy của ám ma tà thần hổ tung ra chỉ là đang thăm dò thực lực của hắn mà thôi. Còn kỹ năng cường đại thực sự thì nó vẫn chưa sử dụng ra. Chuyển cảnh về phía đám người Bì Đồng, bầu trời bắt đầu đổ mưa, điều này khiến cho binh lính di chuyển càng thêm khó khăn. Bì Đồng cũng bị thời tiết này làm ảnh hưởng, nhưng đúng lúc này một luồng ánh sáng bất ngờ xuất hiện, thì ra ánh sáng đó phát ra từ Thiên Sứ Thần, giúp cho bọn họ lấy lại sĩ khí. Về phía Thiên Nhận Tuyết, nàng ta bây giờ cũng đã vượt qua được chướng ngại đầu tiên, thử thách thứ hai lại mở ra. Tiến lên phía trước, hình ảnh nhiều năm về trước hiện ra trước mặt nàng. Thiên Nhận Tuyết tận mắt nhìn thấy Bì Đồng giết chết Thiên Tầm Tật. Xa ra nàng cũng biết điều này, thay vì xông vào bắt giữ kẻ đã sát hại con của mình, thì ông ta lại thu hồi cơn phẫn nộ, chọn cách quay xe rời đi. Nàng không tin điều đó là thật. Quá phẫn nộ, Thiên Nhận Tuyết lập tức lao lên để gặp mặt Bì Đồng. Mà Bì Đồng thì càng bất ngờ vì bản thân đột nhiên xuất hiện ở một nơi kỳ lạ, ngay cả vết thương trên người cũng tự dưng khỏi hẳn. Đáng bất ngờ thì Thiên Nhận Tuyết xuất hiện, tới đây thì Bì Đồng cũng biết bản thân mình đã bị mang tới bên trong khảo nghiệm của Thiên Sứ Thần. Thiên Nhận Tuyết lập tức tra hỏi về cái chết của phụ thần. Bì Đồng thẳng thắn thừa nhận bản thân mình chính là hung thủ. Điều này khiến cho Thiên Nhận Tuyết vô cùng bất ngờ, không thể tin được đó chính là sự thật. Tập phim tới đây là hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo các bạn hãy đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.